À, xin chào tất cả các đại biểu. Cảm ơn anh Kết và công ty Dạng Đông đã cho Rogo trân trọng được đến chia sẻ với cả quý hội trường ngày hôm nay một cái bài nói về một cái thế giới mới, một cái thế giới thông minh thời kỳ 4.0 cũng như là một cái thế giới công nghệ của chúng ta diễn ra rất gần thôi. Và ở đây chúng ta có thể thấy được là một cái một cái video mà để mọi người thấy được một cái công nghệ đang làm thay đổi cả thế giới. Đó chính là AI thứ mà mới chỉ có 2 năm gần đây đã trở nên bùng nổ và nó đã thay đổi tất cả cái cách tất cả những nhà dự đoán về công nghệ nói về cái sự thay đổi uh, trong cuộc sống, trong sản xuất và trong cả nghiên cứu nữa. AI nó đang đi vào từng ngõ ngách trong từng gia đình. I am a visionary. Từng trong cuộc sống và trong sản xuất, AI có thể nhìn được. Có thể nhìn được không chỉ ở trong trái đất nữa mà nó có thể nhìn đặt ra vũ trụ, có thể giúp các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu được những vì sao, những công trình mà chúng ta có thể mất hàng trăm năm bây giờ chúng ta chỉ mất có vài năm, chúng ta có thể dùng, có thể nghiên cứu được những cái mà con người sẽ cùng nhau bay ra tới những hành tinh, con người sẽ hiểu hơn về trái đất, có thể dự đoán được những khủng hoảng, những thiên tai, con người sẽ có thể tạo ra những sản phẩm mà giúp những người khiếm thị những người gặp vấn đề về cơ thể họ có thể kết nối được với những con người khác kết nối được với thế giới nó có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta nó có thể giúp chúng ta giao tiếp nó có thể giải phóng của chúng ta AI nó đang giúp cho chúng ta làm sản xuất trong các nhà máy trong các công sửa và ngày nay các bản, bản số hóa của các nhà máy của các công trình khoa học đang được tạo ra ở trên AI và trên các mạng lưới cloud. Đặc biệt, AI đang giúp chúng ta nghiên cứu ra những nguồn năng lượng mới, giúp nó an toàn hơn. Thời ngày nay, AI còn là một người thầy, một người bạn, một người trợ lý giúp cho chúng ta học thế giới của chúng ta một cách nhanh hơn, giúp cho chúng ta làm những công việc nguy hiểm hơn, giúp cho chúng ta chạm vào những cái điều mà một nghìn năm trước chúng ta khó có thể làm được. Thậm chí, nó có thể lắng nghe cả cái cơ thể của chúng ta những cái bệnh hiểm nghèo mà cả ngàn năm trước chúng ta chỉ biết đứng nhìn những người bạn của chúng ta mất đi bây giờ trong mọi gia đình trong căn hộ của các bạn có thể có một AI một người thầy một người bác sĩ ngay trong gia đình của chúng ta giúp cho chúng ta từng công việc nó đang thay đổi ngôi nhà của chúng ta cuộc sống của chúng ta thành phố của chúng ta những cái công nghệ mà chúng ta tưởng như là rất là khó những cái uh, chiếc xe ngày nay đã có thể vận hành tự động bởi một con chip mà có khi chỉ có giá trị 100 đô. 100 đô la có thể biến một con chip, biến một cái ô tô thành chiếc xe tự hành. Nó lại là một cuộc cách mạng tiếp theo trong giao thông, trong vận chuyển, trong robotic, trong đời sống. Và một điều bùng nổ hơn nữa, AI bằng những cái câu từ, bằng những lời chat bằng những giọng nói thôi. Nó có thể giúp cho con người làm được bất cứ cái điều gì. Những cái thứ mà tưởng chừng như chúng ta không thể chạm đến, AI không thể làm được, đó là nghệ thuật. Thì ngày nay AI cũng đã đạt được những lúc đó. Một dàn giao hưởng hoàn toàn có thể một bài bản, bản nhạc của AI tạo ra. Và AI đang lắng nghe, đang đi vào cuộc sống của chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Đấy là một cái góc nhìn đơn giản để toàn mọi người có thể thấy được AI nó đã đi vào cuộc sống và từng ngóc ngách từ từ những cái thứ rất xa vũ trụ cho đến những thứ rất gần trong ngôi nhà của chúng ta làm người thầy thuốc trong ngôi nhà và hôm nay á nơi mà chúng ta nói rất nhiều về IoT nơi chúng ta nói về những thiết bị truyền thống ngày nay tất cả những thiết bị đó đã được gắn chip chúng ta có thể thấy được đôi giày của chúng ta cái áo của chúng ta bây giờ đều đã được kết nối internet bằng một một con sensor bằng một cái thiết bị có thể gắn được kết nối không dây và cái thiết bị này ấy, lắng nghe cơ thể của chúng ta hàng ngày và có thể giúp chúng ta điều trị những căn bệnh hiểm nghèo mà trước chúng ta không thể chữa được nhưng cũng có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, tập luyện thể thao ngay tại chỗ, biết được là bạn có bị một cái bệnh về xương khớp hay không, bạn điều chỉnh ngay lập tức cái dáng đi, hành vi, cuộc sống của các bạn. Và đặc biệt ấy, AI nó đang có những cái mô hình ML tại điên, những cái mô hình rất là nhỏ có thể dùng được những con chip bé tí những con chip rất rẻ thôi, có thể biến được một cái 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 giày hay một cái quần áo trở thành một người thầy thuốc. Hàng ngày đi cùng chúng ta. Đó chính là một cuộc cách mạng tiếp theo cho con người trong gia đình, trong cuộc sống, trong căn hộ của chúng ta. Và ngày nay ấy, thời kỳ của thiết bị thông minh đã đến khi mà IoT, khi mà AI cùng đồng hành với nhau giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn thì đấy chính là những cái tác dụng của AI và ở cái bài hôm nay thì thì tôi sẽ cho tất cả hội trường và mọi người thấy được những cái góc nhìn của những sản phẩm trên thế giới. Và có thể nói trong ngôi nhà thông minh của chúng ta có 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên ai cũng thấy nó đơn giản là một chiếc điện thoại có thể điều khiển được thiết bị. Nhưng đó chỉ là một cấp độ kết nối thôi. Nó là cái cấp độ connectivity. Nó đơn giản nhất. Nhưng khi chúng ta thấy được sự hình thành của AI, đặc biệt AI dưới biên, ấy, nó sẽ giúp cho các thiết bị có khả năng vận hành tự động như một cái nhà máy hay là một cái vườn cây hoàn toàn không cần con người nó vẫn có thể chạy được theo những, những 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 cái luật những cái tự động mà chúng ta đưa ra, hay ngôi nhà có thể tự biết là đến giờ thì tắt điện hay đến giờ thì 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 thay đổi nhiệt độ theo môi trường. Nhưng một cái level 3 đó chính là một sự kết nối sát hơn giữa AI và IoT, thiết bị thông minh và nó có khả năng ra quyết định chúng ta có thể tưởng tượng là từ 2012 đến 2014 là bùng nổ của các công ty về IoT, AI trên thế giới. Ví dụ như Nest được Google mua lại với giá hơn 1 tỷ đô. Họ chính là một biểu tượng cho sự kết hợp giữa AI và cái hành vi thay vì một người phải bật điều hòa hay điều khiển thì thì, thì cái thiết bị Nest của Google ấy, nó có khả năng là tự hiểu được môi trường, tự hiểu được thói quen của người chủ của họ chỉ sau khoảng một tuần điều khiển và nó sẽ chọn cho mình một cái nhiệt độ mà phù hợp nhất với cái thời tiết, với cái tính cách của gia đình đó, thì đấy chính là cái sự thay đổi của thời kỳ AI và trong tương lai ấy, con người gần như không phải lo đến việc sản xuất, việc môi trường xung quanh hay đến sức khỏe của chúng ta, mọi thứ đã có những thiết bị thông minh giúp cho chúng ta đưa ra những quyết định một cách đơn giản, nhanh chóng và không thậm chí không cần kết nối đến cloud, đó chính là điện toán biên, giống như chúng ta hay nói từ điện toán đám mây và có thể nói là đây là những cái thời điểm mà chúng ta thấy là là thế giới đang bước ngoặt trong cái thời kỳ này. Năm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ 2024. Nó đang trong một cái giai đoạn mà cả thế giới nói về AI. Và cái video mà quý đại biểu và các bạn vừa xem ấy là của Nivea. Một công ty mà vừa tăng trưởng một cách khủng khiếp trở thành một công ty có giá trị thứ ba trên thế giới hàng nghìn tỷ đô la. Và họ tập trung làm những sản phẩm AI dưới biên. Và có thể nói thời kỳ này chính là thời kết thúc của những cái giai đoạn mà kết nối hay là chỉ automation đơn thuần nó chính là thời kỳ của thiết bị có khả năng ra quyết định, những thiết bị, những chiếc ô tô có khả năng chạy mà chi phí rất rẻ, gần như mọi thứ đều có khả năng ra quyết định và người ta gọi nó là robot thay vì chúng ta có những cái con robot lập trình cố định thì mọi con robot bây giờ đều có AI và khả năng ra quyết định một cách tự động và có thể nói cái thời kỳ này nó diễn ra không phải ngay lập tức ở thời điểm này mà nó diễn ra rất lâu rồi à, có thể nói cái thời kỳ mà AI được đem đến ngôi nhà được đưa đến bởi Amazon, đó là một công ty về thương mại điện tử. Họ là một công ty mà tạo ra một bước ngoặt về dịch vụ trong gia đình, dịch vụ cloud. Họ đã vượt cả những công ty hàng đầu về công nghệ từ một công ty bán sách thôi. Họ đã trở thành một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trên thế giới và hiện tại họ cũng là một công ty cung cấp dịch vụ AI hàng đầu trên thế giới cho những ngôi nhà thông minh. Và hiện tại các thầy cô và cả các các, các quý đại biểu ở đây có thể thấy là Ban đầu từ năm 2014, họ ra chỉ có khoảng 15 ứng dụng và bây giờ trên chợ của họ có lên hàng trăm ngàn ứng dụng. Giống như cái điện thoại của chúng ta, chúng ta có rất nhiều ứng dụng thì bây giờ có điện thoại nào, ứng dụng gì thì đều có trên ứng dụng của loa thông minh Alexa. Chúng ta có thể dễ dàng gọi pizza chỉ bằng một từ lời nói chúng ta có thể hỏi tình trạng sức khỏe của chúng ta khi kết nối với bệnh viện, chúng ta có thể nghe nhạc bằng giọng nói, chúng ta có thể uh, kết nối với ngân hàng để 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 kiểm tra cái tài khoản của chúng ta hay thậm chí chúng ta đặt Uber chỉ bằng một câu nói và nghe tất cả những tình hình thông tin mà chúng ta muốn. Tuy nhiên ấy, cái thời kỳ này nó chưa được bùng nổ và nó vẫn bị giới hạn bởi những cái cái tương tác giữa người và máy. Nhưng có một thời kỳ tiếp theo khi mà GPT, chat GPT và những cái AI mô hình lớn nó bùng nổ và có thể nói là một, cuộc chạy đua tiếp theo của thế giới đang đẩy mạnh những cái mô hình lớn và một cuộc đua song song đấy chính là cuộc chạy đua về điện toán biên. Nghĩa là những cái mô hình AI ở dưới biên đang trở nên rất là bùng nổ, đặc biệt là Nvidia, Intel, Qualcomm và những cái thiết bị về chỉ có vài đô thôi Nó đã có khả năng xử lý giọng nói Và xử lý mọi thứ thông minh ở dưới biên Và người ta không gọi là CPU nữa Mà người ta gọi là AIPU Những cái mô hình có thể nhân được cả hàng ma trận lớn Chứ thay vì chỉ nhân những hàng cột như ngày xưa Và nó càng ngày càng rẻ Thì đấy là một cuộc, cuộc, uh, cuộc đua Mà mọi người có thể thấy là Một con chip chỉ giá một đô thôi đây là một trong những cái hãng mà đang bùng nổ về gần như có hàng 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 trăm triệu đến hàng tỷ thiết bị bây giờ đang dùng con chip này của một cái hãng, uh, của một nhà khởi nghiệp đến từ Singapore, họ đang xây dựng ở ở ở Trung Quốc, nhưng họ tạo ra một con chip mà con chip này hiện tại rất là khỏe và rẻ, gần như tất cả các thiết bị IoT trên thế giới đều đang dùng con chip này và con chip này hoàn toàn có thể làm được những mô hình TinyML, mô hình điện toán biên ở phía dưới nó có thể dùng xử lý giọng nói hay là xử lý hình ảnh trên một con chip mà chỉ có một đô, thì đấy chính là cái mạng tiếp theo, giá quá thấp và mọi thiết bị hoàn toàn có thể thiết kế được AI và mọi mọi quyết định của thiết bị đều có thể xử lý được và mô hình hiện tại nó đang tạo ra một cuộc cuộc chạy đua rất nhanh trong khoảng 5 đến 7 năm gần đây và các thiết bị đều có khả năng xử lý và ra quyết định. Và để cộng dồn với cái thời kỳ đó chính là cái thời kỳ người ta gọi là thời kỳ vui, voi UI tương tác tất cả bằng giọng nói. Kết hợp với thời kỳ mô hình uh, ngôn ngữ lớn LLM của ChatGPT thì chúng ta có thể thấy được thậm chí là bây giờ thời kỳ vui nó không còn là 5 năm nữa mà nó có thể nó chỉ còn 3 đến 4 năm là có thể trở thành phổ cập. Phổ cập nghĩa là sao? Khoảng 70% người dân của một đất nước sẽ sử dụng những công nghệ này. Thì chúng ta có thể thấy thời kỳ vui là thời kỳ graphic màn hình từ Windows nó mất 30 năm để phổ cập. Thời kỳ web mất 20 năm để phổ cập. Thời kỳ mobile thì mất đến 7 năm mặc dù nó rất dễ. Còn thời kỳ này thì nó nhỏ hơn và nhanh nhất và và khi nó ra ấy, thì cái tốc độ nó quá dễ bởi vì sao? vì nó chỉ cần nói và ai và thiết bị bây giờ có thể dễ dàng hiểu được và đấy là cái thời kỳ vui và có thể nói ấy, smartphone là cái thứ đầu tiên mà chúng ta dễ dàng thấy được Siri uh, Google Assistant sau đó là tất cả các ô tô trên trên thế giới đều đã có cái thiết bị thông minh và điều kiện mà ông nói rồi và gần nhất của chúng ta đấy chính là ngôi nhà ngôi nhà đang có những chiếc loa thông minh và không còn là loa nữa. Bất cứ thiết bị nào trong tương lai trong ngôi nhà chúng ta đều có khả năng nói chuyện vì chi phí bây giờ nó quá thấp và nó đều có khả năng xử lý tại biên với chi phí rất nhỏ. Đó chính là những cái ông lớn, gần như tất cả các ông lớn đều đang đầu tư vào lĩnh vực này từ Apple, từ Google, từ Samsung và đây chính là một cuộc cách mạng nó đã diễn ra cách đây khoảng 10 năm. Nếu mọi người có thể thấy là bắt đầu từ 2014 và bùng nổ vào 2018 nghĩa là chỉ sau 3 năm thôi tại Mỹ nó đã có khoảng 6, gần 60 triệu hộ gia đình có các thiết bị này và nó có thể đang đang là một cuộc minh tiếp theo ở thế giới, sau Mỹ ấy, thì là Trung Quốc, Trung Quốc chỉ sau đó khoảng tầm 2 đến 3 năm thôi thì gần như bốn ông lớn là Xiaomi, Alibaba, uh, Tencent đều cho ra những bộ loa và đều có khả năng nói chuyện và tạo ra sự bùng nổ tiếp theo ở Trung Quốc về IoT. Đấy chính là một một gọi là cặp song hành về AI và IoT trong gia đình và có thể nói là Trung Quốc đã tạo ra một cú đua tiếp theo với Mỹ 60 triệu thiết bị đã được bán ra trong năm 2019 và đấy chính là dòng sản phẩm Amazon Alexa, Google Assistant và nó đang tạo ra một cái hệ sinh thái hệ sinh thái về giọng nói hệ sinh thái về AI hệ sinh thái về home trong gia đình và mọi người có thể thấy đây là một cái video rất là Uh, ví dụ như là chúng ta có thể thấy đây là một cái video mà nó không còn ở trong gia đình nữa tất cả những cái thiết bị loa thông minh này những thiết bị AI này nó đang đang trở thành những cái công nghệ từ trong gia đình reading? nó kết nối ra reading. cuộc sống và nó đang, room. Room. nó đang đến công việc <laughs> bởi mọi người có thể thấy là sau cái thời kỳ Covid ấy, AI <laughs> hay là mô hình <laughs> làm việc Remote ấy, nó đã But trở nên phổ cập. Và gần như ở những đất nước như là Mỹ hay Anh, ấy, số lượng hộ gia đình Alexa sử dụng các thiết bị thông minh này nó đã Now, nó có thể phổ cập Alexa đến 50 và 60% và rồi. À, còn những đất nước Alexa như Việt Nam hay Trung Quốc thì, thì nó đang chỉ dưới 10 và dưới 20%, 20 thôi. Nghĩa là số lượng dân cư được tiếp cận những công nghệ về AI trong ngôi nhà còn rất thấp. À, AI ở Mỹ ấy, thì họ đang đưa, đưa vào cuộc sống, không chỉ đưa vào cuộc sống bình thường và họ đưa đến kết nối đến công việc họ văn phòng, từng cái việc nhỏ từ việc đặt lịch cho đến cái việc là tra cứu hay hay là làm rất nhiều công việc khác à, thậm chí là mua sắm đều đã được sử dụng trên những thiết bị loa thông minh thậm chí con loa này cũng là một người trợ lý trong những buổi họp những cái meeting loa camera và các thiết bị thông minh đang trở thành một xu hướng cho các ngôi nhà và các văn phòng và ở đây nó có thể giúp cho chúng ta điều khiển và kết nối màn hình cũng như tất cả các thiết bị thông minh ở trong văn phòng cũng như trong ngôi nhà của chúng ta. Và nó đã trở thành một trong những cái thứ mà không thể thiếu được của những doanh nghiệp hay là những ngôi nhà tại những nước đang phát triển, những phát triển. Và có thể nói đây chính là 6 cái innovation lớn nhất khi mà thời kỳ AI Gen bùng nổ và trong ngôi nhà của chúng ta đã được thay đổi nó có thể nói là nó là một trợ lý trong ngôi nhà của chúng ta, nó thay đổi cái cách chúng ta làm việc quản lý các thiết bị, nó có thể dễ dàng tạo ra cái kịch bản không còn khó khăn như cái thời kỳ điện thoại nữa, mà tất cả kịch bản đều được tạo ra bằng giọng nói, đều có thể lập trình được bằng giọng nói để thay đổi và đặc biệt hơn ấy nó giúp cho chúng ta dễ dàng tương tác và an toàn hơn trong gia đình và đấy là chính sáu cái thống kê của Gartner những cái innovation này đang thay đổi trong căn nhà và nó đang giúp cho cái thời kỳ ngôi nhà trở nên thông minh với giọng nói nó nhanh hơn cái thời kỳ trước và đây là những cái số liệu mà mà các đại biểu có thể nhìn được cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc là một nước hàng xóm của chúng ta. Các bạn đang có một cái thời kỳ và số lượng người đang sử dụng cái thiết bị thông minh từ 2019 ấy là cái thời điểm mà bắt đầu Trung Quốc có loa thông minh, nghĩa thời kỳ vui. Họ mới chỉ có khoảng 50 triệu, 50 triệu số lượng gia đình thôi, một phần rất là nhỏ, chưa được đến 10%. Thì đến năm 20 2024 hiện tại họ đã nhân gần như gấp đôi chỉ sau cái đợt Covid là x2 và có thể dự đoán là đến 2028 là gần như trên 20% hộ gia đình của Trung Quốc được phổ cập các thiết bị thông minh này. Thì đấy là một cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và đây là những ứng dụng của cái thị trường Trung Quốc và Việt Nam ấy thì đối với thị trường Trung Quốc là hai thị trường khá là sát nhau nhưng thường chúng ta hay đi sau thị trường Trung Quốc khoảng 5 năm và cái độ lớn mình nhỏ hơn gấp 10 lần. Và đây chính là một cái thị trường mà mọi người có thể thấy được cái tốc độ phát triển một cách chóng mặt như nào của của thời kỳ thông minh trong ngôi nhà. Thiết bị thông minh, thiết bị IoT cộng với thời AI đã giúp cho cái ngành này trong cái năm 2025, nghĩa là năm tới chúng ta có thể đến 145 tỷ đô trên toàn cầu. Và cái tốc độ tăng trưởng của nó gần như là x2 sau khoảng 3 đến 4 năm. Đấy là một cái tốc độ tăng trưởng mà chúng ta không thể... Đây là một trong những ngành mà tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới Bởi vì phần lớn trên thế giới Số hộ gia đình có thiết bị thông minh chỉ mới chỉ chiếm từ 10 đến 20% thôi. Đấy là cả những nước đang phát triển, phát triển. Và chỉ có một ít các gia hộ dân ở Mỹ hay Úc thì mới có cái con số là đến 50%. Còn lại những đất nước như Việt Nam thì mới chỉ đạt ngưỡng dưới khoảng 10 hoặc dưới 10 thôi. Thì đấy là con số rất là nhỏ. Và chúng ta có thể nhìn đây là một cái bức tranh mà so sánh một cách trực quan nhất. Đây là số liệu từ trang Static của Smart Home Worldwide và thống kê tháng 3, 2024. Cái đồ thị này thì được tôi vẽ lại theo những số liệu của của thống thống kê này và chúng ta có thể thấy được một cái bức tranh của so sánh giữa bức tranh của Việt Nam và Trung Quốc, một cái đất nước rất gần chúng ta và và rất giống văn hóa của chúng ta. Thì chúng ta đang kém thị trường của Trung Quốc 100 lần. 100 lần. Và Trung Quốc đang dự kiến thị trường của Việt Nam đang khoảng tầm hơn 300 triệu đô thì Trung Quốc thì nó đang rơi vào 37 tỷ đô và đấy là một con số rất là lớn và có thể thấy cái bức tranh hình chữ V của Việt Nam thể hiện với cái bức tranh 37 tỷ đô của Trung Quốc trong 2025. Và cái tốc độ tăng trưởng của ngành này là một trong những ngành ngành rất là nóng và EU hay châu Âu hay là Mỹ thì đều là những cái thị trường rất là lớn trong mảng này, ba ông lớn và cái tăng trưởng của tất cả các thị trường đều rất lớn. Chỉ trừ những cái thị trường rất đặc biệt như Úc hay Canada ấy, thì tỷ lệ phổ cập các thiết bị thông minh trong gia đình nó rất cao thôi, còn lại tất cả các thị trường khác đều rất là mới để chúng ta có thể gia nhập. À, và có thể nói ấy, từ căn hộ thông minh nó đã giúp một thế giới đang bùng nổ về tòa nhà thông minh thành phố thông minh và có thể nói tất cả những công nghệ mà chúng ta đang vừa thấy xong ở ngôi nhà nó được đưa, đưa đem ra doanh nghiệp nó được đem ra thành phố nó được đem ra tòa nhà và nó đang, đang là những cái xu hướng như là chiếu sáng thông minh thành phố thông minh điện toán biên rồi những cái thành phố xanh, digital twin, đây là những cái xu hướng mà được bản thống kê mới nhất của Gartner vào trong 2023 nó giúp cho chúng ta thấy tất cả những công nghệ về smart city nó chỉ diễn ra trong 2 đến 5 năm nữa và đều đến từ những cái công nghệ lõi trong gia đình. Vậy thì chúng ta có thể nhìn là xem vậy trong trong nước Việt Nam thì bức tranh của smart home nó như thế nào? Thì có thể nói trong những năm gần đây chỉ có khoảng 2 đến 3 năm gần đây thì bùng nổ ở Việt Nam những cái công ty về smart home, nhưng phần lớn thì số lượng công ty made in Việt Nam không nhiều. Có thể nói gần như phải 60 đến 70% công ty trong thị trường của Việt Nam đều đến từ những cái công ty ở Trung Quốc. Họ đem những cái sản phẩm của Trung Quốc và đóng mát Việt Nam với những công ty như Dạng Đông hay những công ty mà sản xuất trong nước gần như rất hiếm. Và những cái công ty đó đang dùng những cái nền tảng của Trung Quốc và đang thâm nhập thị trường Việt Nam. Đấy là thách thức cho những doanh nghiệp Việt Nam thực sự để phải đối đầu với một cái thị trường lớn hơn chúng ta 100 lần. Họ có công nghệ, có nhà máy với chi phí rẻ và đi trước Việt Nam 5 đến 10 năm cũng như cái thị trường của họ thì sản xuất lớn và Việt Nam mình đã đang phải cạnh tranh với những cái ông lớn như vậy. Dạng Đông là gần như là một công ty tiên phong trong việc sản xuất những thiết bị thông minh ở Việt Nam và có thể có từ những cái thiết bị sản phẩm cũng như là một công ty nền tảng cho 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 sản xuất thì có thể nói cái hệ sinh thái Make Việt Nam là một hệ sinh thái bùng nổ rất nhanh nhưng mà bị phân tán và bị một cái thị trường Trung Quốc ngay bên cạnh lớn hơn chúng ta 100 lần đang đang gọi là tấn công và ở Việt Nam ấy có thể nói là vậy thì thị trường thông minh ở Việt Nam có những cái gì thì có thể nói là có rất nhiều các công ty đã từng làm loa thông minh ở Việt Nam nhưng đều thất bại vì sao vì thị trường Việt Nam quá nhỏ và đi quá chậm số lượng người dùng quá ít và có thể nói đã có những cái loa thông minh của Lumi hay của FPT đã ra mắt cách đây 5-7 năm nhưng không thể mát được thị trường bởi vì thời điểm nó chưa đến thời điểm đấy mới là thời điểm bùng nổ của Trung Quốc Việt Nam thì thường đi sau 5 năm năm đến 7 năm thì có thể nói là những cái dòng như là của Kiki hay là của Homa gần như đã đều thất bại. Và hiện nay ở thị trường bây giờ cũng chỉ có một dòng loa có tiếng Việt duy nhất là Oli cộng với tháng 10 2023 thì FPT vừa ra một cái dòng loa GPT đầu tiên là hai FPT thì cũng lại rất là hiếm hoi hay là như trên trên ô tô của VinFast thì cũng có một dòng là VV có khả năng nói chuyện thì đấy là những cái trợ lý hiếm hoi của Việt Nam còn đang tồn tại và hiện tại là thị trường cũng đang 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 bắt đầu đi lên à, và có thể thấy được là Rogo cũng rất may mắn là được 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 tương tác với cả hai cái nền tảng loa thông minh hiện tại thứ nhất là của VV trên xe Vinfast thì đều, đều kết nối với cái nền tảng của Rogo Solution cũng như là nền tảng của FPT thì đấy là một cái điều may mắn cho một startup nhỏ như Rogo à, thứ hai ấy, là cái chuỗi giá trị trong Việt Nam thì đang chưa có nhiều nhưng có thể nói là ở đây có thể nói đến Dạng Đông là một trong những công ty mà rất mở trong việc là hợp tác với các công ty khác nhau. Dạng Đông đã bắt đầu làm và kết hợp với FPT từ 2019 và có đã bắt đầu làm những sản phẩm IoT từ 7, 8 năm trước cũng như là đấy là một trong những hợp tác giữa tập đoàn FPT và Dạng Đông từ 2019 để bắt đầu phát triển những cái sản phẩm IoT trong hệ sinh thái thông minh và may mắn Drogo là một một, một đơn vị doanh nghiệp nhỏ startup để có thể kết nối được những cái nền tảng giữa dạng đông cũng như FPT và Rogo cũng may mắn là được đại diện cho FPT để có thể đưa và kết nối các cái nền tảng khác nhau của các doanh nghiệp các nền tảng khác để tạo ra một cái hệ sinh thái sản phẩm make in Việt Nam từ sản xuất từ kết nối đến nơi cung cấp dịch vụ như là FPT và có thể nói là đây là một mô hình chuỗi giá trị của Việt Nam rất cần được nhân rộng ở khắp nơi. Và có thể nói, ở cái bài hôm nay, bài chia sẻ hôm nay có thể mọi người thấy được một cái bức tranh tức độ chóng mặt của cái ngành IoT, AI, Smart Home. Nhưng nó cho mọi người thấy một cái thách thức rất lớn của chúng ta, đó chính là đối mặt với một ông hàng xóm rất là lớn, gấp 100 lần chúng ta. Và chúng ta đang phải cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng doanh nhân Việt Nam, những cái đơn vị làm sản phẩm Việt Nam. Và ở một cái thị trường mà có thể lớn hơn Việt Nam 100 lần, 1.000 lần như kia, thì làm thế nào một cái câu hỏi đặt ra giống như hôm nay chính là cái ngày kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Dạng Đông và có một cái điểm mong muốn ước lớn nhất của Bác Hồ ấy là dân tộc Việt Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu hay không thì đó rất phụ thuộc vào việc chúng ta có thể cùng nhau hợp lực để xây dựng ra một hệ sinh thái make in Việt Nam hay không rất cảm ơn các quý đại biểu đã có thể lắng nghe cái bài chia sẻ này và rất mong sau những cái buổi hôm nay dạng đông có thể là một doanh nghiệp tiên phong, một người anh cả để dẫn dắt những cái doanh nghiệp nhỏ hơn, startup và cũng như các doanh nghiệp trong nước để cùng nhau bước ra thế giới trong một cái thời kỳ bùng nổ về IoT trong một cái thị trường rất là mới và tăng trưởng rất là nhanh như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.